Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Tuấn Dương bây giờ đang có mặt ở khu chuyên doanh hoa tươi Hồ Thị Kỷ, hay tên gọi của nó là chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thuộc phường 1, quận 10. Trước mặt chúng ta là cái khu vực họ bán hoa tươi và hoa khô đó các bạn. Ở phía bên tay phải chỗ mà có một cái con chó đấy các bạn, con chó màu trắng ấy, thì các bạn nhìn thấy là họ bán rất là nhiều những các cái hoa khô, phụ liệu hoa khô. Những các cái hoa này thì để trang trí cho tức là được ở trang trí rất là nhiều nơi. Bên này thì các bạn nhìn trước mặt chúng ta là các cái bó hoa, tức là các cái lẵng hoa tầm xuân. Đây là số 1 lô chung cư Lê Hồng Phong đó. Lô 1A chung cư Lê Hồng Phong. Đây, một người thanh niên họ chở hoa đi bán đó các bạn. Đó, còn bên đây là cái bên này là hoa địa lan và một cái bình nụ tầm xuân màu đỏ, có các cái nơ màu đỏ nhìn rất là đẹp ha. Đó, một cái giống lan Hàn Quốc đó. Hầu hết các cái loại lan này thì được trồng từ Đà Lạt các bạn ạ. Đây, công ty Gian Home chúc mừng khai trương. Khi mà khách tới đây đặt hoa thì họ sẽ làm theo cái yêu cầu ạ. Xen lẫn với cái khu chợ ở này thì là họ còn bán, đây các bạn nhìn này, chim nụ tầm xuân và có những các con chim giả đậu trên cây á. Họ trang trí vừa nãy là có cái nơi các bạn nhìn họ bán cái phụ liệu hoa khô đó, thì đây những các cái nụ tầm xuân này thì họ đã bó thành từng các cái bình, và những cái này thì để trưng ở trong những các cái nhà hàng hoặc là khách sạn, để trưng cho nó đẹp đó, hoặc là những các cái cửa hàng thời trang. Thì cái này có cái đặc điểm của nó là để được rất là lâu, và Tết đến thì những các cái sắc màu xen lẫn như là vàng đỏ rồi xanh tím trắng, nói chung là đủ màu. Thì ngày xưa các bạn có thể còn nhớ cái câu là nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay, sao anh cái gì yêu em sao anh không nói những ngày còn xuân, tức là những ngày mà chưa yêu ai đó. Thì ngày xưa mình cũng có nhớ một vài cái câu thơ như vậy. Ở cái khu chợ hoa này thì ngoài việc bán hoa thì đây cũng là một cái khu mà người Campuchia họ sinh sống rất là nhiều các bạn ạ. Cái khu chợ của người Campuchia và có nhiều các cái món ăn Campuchia khá là nổi tiếng. Đây các bác này đang ngồi đánh cờ này, những bác lớn tuổi vừa uống cà phê vừa ngồi đánh cờ. Cửa hàng bán bánh mì, rồi bên đây thì là những các cái lẵng hoa tươi họ đã cắm sẵn đây. Đây các cái bạn, các cái người phụ nữ này là họ đang 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 tới để mà đặt hoa, mua hoa đó. Còn bên đây thì các bạn cũng thấy là người đàn ông này cũng mua những các cái bó hoa tầm xuân, những các gọi có thể gọi là nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân này thì có nhiều màu. Các bạn nhìn thấy khá là nhiều màu xanh, đỏ, tím, vàng. Thì những cái màu này thì theo Tuấn Dương hỏi người bán hàng thì họ trả lời rằng là các cái màu này là màu nhuộm. Và thực ra thì mình cũng chưa biết là cái cây gốc cây tầm xuân nó như thế nào, nhưng mà qua đây thì hình dung ra nó như là một cái cây, và nó biết tả làm sao nhỉ? Nó có nhiều các cái nụ. Và cái nụ này thì mình thấy là trong thơ thì họ nói là nở ra xanh biếc, thế còn đây cái tầm xuân này thì mình cũng không hiểu là tại sao mà nó lại có nhiều màu như vậy. Họ nhuộm cái kiểu gì mà nó lại khéo như thế, hay là bây giờ nó có nhiều các cái giống tầm xuân mới lạ đó. Rồi các cái phụ kiện các bạn thấy họ cắm những cái chậu hoa, đây là một cái chậu hoa lan này đó, nhìn rất là đẹp à. Chúc mừng năm mới, Happy New Year đó. Rồi đây là một cái chậu bông màu vàng, không biết là gì đây ta. Đây địa chỉ 61 Hồ Thị Kỷ các bạn ạ. Đó, rồi những các cái giỏ hoa hoa lan, các bạn nhìn này.
Màu nhìn như thật luôn, nhưng mà cái hoa đó là hoa giả đó các bạn. Lan giả mà nhìn như là hoa thật luôn. Đây các họ đang đóng gói những các cái wow. Chủ đạo có vẻ như là nụ tầm xuân rất được thịnh hành nha. Đây họ để trong những các cái xô. À kia kìa các bạn nhìn lại nụ tầm xuân rất là nhiều màu nha. Đó còn tới đây thì họ cũng có những cái vòng hoa. Rồi đây là những cái chậu hoa họ đã cắm sẵn rồi các bạn. Chậu bông chứ. Nhân viên thì ngồi trong cửa hàng trong lúc rảnh rỗi thì sử dụng smartphone. Chúng ta thấy rằng là chỗ nào cũng có hoa và cái chợ hoa này thì là một cái chợ hoa lớn nhất ở Sài Gòn và nó không có nghỉ bất cứ một ngày nào các bạn ạ. Đây, một cái người thợ đang cắm một cái chậu giỏ phong lan, giỏ lan, hoa lan chứ. Đó, đây rồi những các cái bình hoa lan. Đó. Rất là nhiều những các cái họ đã để trong những các cái chậu bằng sứ hoặc là bằng gỗ. Nhìn rất là đẹp à. Đó, một cái bình hoa này thì có giá là 500 ngàn các bạn ạ. Và những cái màu này thì người bán hàng cho biết là đây là những cái màu nhuộm. Đó, những các cái sạp hoa rất là nhiều các loại hoa các bạn. Nhìn đủ màu sắc, nhìn rất là sặc sỡ. Thực ra nhìn ở một cái background này, cái bối cảnh nhìn thì trông nó bình thường như vậy thôi. Nhưng mà các bạn tưởng tượng nếu mà chúng ta trang trí nó trong một cái khách sạn 5 sao hoặc là một cái nhà hàng sang trọng thì khi có những các cái bình hoa này các bạn sẽ thấy là nó rất là tuyệt vời á. Cái khu vực chợ hoa này thì nó không nhiều hồ hoa và không đẹp như là cái khu Thành Thái hoặc là khu cư xá Bắc Hải mà trong cái clip hôm qua Tuấn Dương có quay đó các bạn. Các bạn nhìn những các cái bình hoa tầm xuân, rồi những các cái giỏ, các cái lẵng hoa tươi, những các cái lẵng hoa lan, địa lan, hoa mà đã được cắm sẵn rồi đó. Đó, các cái mình sẽ đưa các bạn đi dạo quanh cái khu vực chợ hoa này để cho các bạn cảm nhận được cái không khí của chợ hoa hôm nay là ngày 22 âm lịch, cũng chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết ta đó các bạn. Đây những cái cậu bé ngồi trông hàng phụ để bán bông đó. Đó. Nhìn mình nhận thấy là cái khu vực ở ngoài này thì đa số là những cái họ bán những các cái bó là các cái nụ tầm xuân. Và người bán hàng thì họ người bán đến người phụ thường như một tiệm này thì chủ này rồi có những cái người phụ thì phải biết yêu cầu là phải biết cắm cắm hoa các bạn ạ. Phải biết cắm hoa để mà cắm theo cái yêu cầu của khách. Đó, chợ ngày Tết khá là đông dẫn đến là những cái chiếc xe hơi mà đi vào trong cái khu vực
chợ này thì di chuyển nó rất là chậm. Đây, một cái người phụ nữ thuê xe ôm Grab chở theo một cái bình đó, họ đang đóng gói hoa lại để gửi đi cho khách đó các bạn. Bạn thấy cái việc di chuyển cũng khá là khó khăn bên cái chợ hoa này, vì này những cái nơi này là họ mua bán tấp nập đó, những các cái lẵng hoa này là đã cắm theo yêu cầu của khách hàng đó các bạn. Khi mà khách hàng chỉ cần điện thoại đặt thì chủ quán họ sẽ cắm rồi khách tới coi, nếu ok thì là lấy, nếu muốn chỉnh sửa hoặc thêm thắt thay đổi gì thì có thể yêu cầu. Đó. Bên cạnh này thì các bạn thấy là họ còn bán những các cái đồ ăn thức uống à, bánh hẹ rồi bánh bao này, rồi khá là nhiều thứ à. Đó, có những nơi thì có những các bảng LED để họ thông báo cái loại hoa họ bán. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái khu chính của chợ. Hồi nãy là chúng ta đi trên đường Hồ Thị Kỷ các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái khu chợ này xem là họ bán cụ thể bên trong này họ bán cái gì nhé. Đây là các cái loại hoa hướng dương. Cái hoa trắng trắng này thì mình không biết tên của nó là gì. Cơ sở hoa tươi Xuân Lộc này. Rồi hoa ly, hoa những nhiều hoa mình không biết tên á. Còn cái cây này không biết là cây gì đây các bạn. Cây này thì chắc là cũng để trang trí á. Đây là những các cái loại cây là cây khô đó. Đó, hoa thì họ để trong các cái xô bằng nhựa. Hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa ly. Mình thì không rành về nhiều các cái loại hoa đâu các bạn, nên là có thể là có một số các cái loại hoa thì mình nói mình nghĩ là nó sẽ không đúng cái tên của nó, nên là quý bà con kiều bào nào mà rành về các cái loại hoa này, hoặc là những bà con nào mà người Đà Lạt mà biết những các cái loại hoa này thì có thể comment nha. Đấy, những hoa xanh đỏ tím vàng, bên này là hoa cúc này các bạn. Cúc thì ngày mai thì chắc chắn là nhà nào cũng phải có những cái chậu bông cúc này để mà cúng cúng ông công ông táo đó các bạn. À quên, sáng nay lúc mình đi thì mình thấy có một số nơi họ còn bán cái cây mía. Thì mình tìm hiểu thì cái cây mía là cái cây này được người Hoa họ 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 mua để mà họ đưa ông táo lên trời, giống như bắc thang cho ông táo lên trời đấy. Đây, hoa cúc, hoa ly, hoa thực dược. À không phải thực dược mà cái hoa hoa hồng chứ. Còn đây là hoa đào, hoa mai, các cái nhành hoa giả đó. Đó, 20.000 ba cái bông hoa giả. Chơi được hoài á. Ở đây họ bán các phụ liệu để cắm hoa. Đó. Đó, trong đây là các cái xô chậu rất là nhiều các loại hoa. Thì thực ra Tuấn Dương đi vào cái giờ này là lúc này là 10 16 giờ, thì đây không phải là cái lúc mà nó tiệm đông khách, tức là không phải lúc cái chợ hoa này nó nhộn nhịp. Chợ hoa này thì thường nó sẽ nhộn nhịp vào lúc đêm, người ta sẽ tới để người ta mua hoa, sau đó người ta phân phối về các cái tỉnh, tức là đưa đi nhiều nơi. Thì mình tới ở đây thì lúc này như kiểu là vãn cái phiên chợ này rồi các bạn ạ. Thế và đến buổi tối thì họ lại nhập thêm hoa nữa. Thế sau đó thì các cái đại lý họ hoặc là các cái cửa hàng bán hoa đấy, họ sẽ tới đây họ mua sỉ về, sau đó họ lại cắm lại rồi họ lại bán cho các cái khách văn phòng. Đó thì cái quy trình nó là như thế, nên là khi mà Tuấn Dương tới đây thì lúc này là chợ vãn rồi. Tuy nhiên thì họ cũng vẫn cứ hoạt động cả ngày. Nhưng mà Tuấn Dương nghĩ là cái lúc mà hoạt động nhộn nhịp nhất là lúc ban đêm.
Thường là chừng khoảng sáng, khoảng sau khi họ nhập hàng thì cỡ khoảng 11, 12 giờ thì những cái xe tải mới được vào thành phố, thì họ nhập bông về. Nhập bông thì họ vận chuyển xuống nó cũng phải mất 1, 2 giờ đồng hồ. Rồi sau đó chừng khoảng họ phân loại, rồi chừng khoảng 3, 4 giờ thì những cái người ở xa người ta đi lấy bông về đó để họ cắm. Thì thường là họ đi rất là sớm. Và cũng có một số hôm thì Tuấn Dương cũng quay những cái hình ảnh mà những người đi đi chợ hoa thì khoảng 1 hoặc 2 giờ họ ở Bình Dương, Đồng Nai họ lên lấy hoa để họ về họ bán đó các bạn. Đó, chúng ta thấy là đây là hoa ly được các bạn. Nhưng các cái nụ này thì chừng một vài ngày nữa nó mới nở. Và hoa ly thì đặc điểm của nó là nó rất là bền, nó phải chơi được cả tháng đấy. Đó, hoa thì họ cứ để trong các cái chậu. Cũng có nhiều các cái hoa mà lá nó đỏ như lá khoai môn ấy, thì Tuấn Dương cũng không biết nó là, không biết nó là cái hoa gì à. Đó, rồi bên đây là hoa cúc, cúc vàng, rồi các cái hoa tím tím, không biết có phải là hoa păng xê không. Rồi hoa cúc trắng, hoa hướng dương. Cái giống hoa hướng dương này nó hơi nhỏ nhỏ. Đó, chúng ta đi ra đến đây là đường Trần Bình Trọng thưa các bạn. Đó, đây đang là đường Trần Bình Trọng, vẫn là phường 1 quận 10 à. Đó, hoa sen đấy các bạn, họ bó, họ để trên cái xe này và họ đẩy đi. Đó, nhìn rất là nhiều hoa ha. Rồi chúng ta đi ra ngoài ha. Đấy, hoa thì họ để trong các cái chậu này. Đây là cái chợ bán sỉ hoa. Tuy nhiên thì chúng ta mua lẻ thì cũng có, trong chợ, nền chợ này thì khá là ẩm ướt bởi vì hoa thì người ta phải tưới liên tục. Cái khu chợ này cũng nó cũng là cái khu chợ nó cũ rồi các bạn, nó cũng không có còn mới mẻ. Đây các bạn nhìn cái khu chung cư này, nó cũng khá là xuống cấp. Có lẽ là cái khu chung cư này nó đã chuyện đây gọi là chung cư Lê Hồng Phong, có lẽ là nó đã xuống cấp cũng khá là lâu rồi. Mình nghĩ có thể nó cũng phải, có lẽ là nó cùng thời với các cái chung cư như là chung cư Ấn Quang hoặc là chung cư Ngô Gia Tự. Nhưng mà ở cái khu vực này thì buôn bán rất là hiệu quả các bạn ạ. Nếu mà chúng ta có một cái sạp hoa trong này mà chúng ta bán thì gọi là rất là giàu, giàu có đó. Đây chúng ta lại đi vòng ra ngoài. Thì chúng ta tới thì có thể gửi xe ở phía bên tay phải theo cái hướng đi của mình. Đây là cái nhà xe trong cái khu vực chung cư. Đó, chúng ta có thể tới đây gửi. Còn khi mình gửi ở ngoài, giờ gặp chỗ nào gửi chỗ đó thì 10.000 một xe. Còn nếu mà chúng ta gửi ở trong này thì giá có thể là sẽ rẻ hơn. Nhưng mà không phải ai cũng biết chỗ để gửi à. Đây cũng thấy một cái, đây không biết gọi có phải gọi là nhà sư không. Đây, cái bạn gái cũng đi vào chợ hoa. Mình đi vào cái giờ này thì không phải là cái giờ đông các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta lại đi ra ngoài á. Đây mình giúp, mà mình sẽ mục đích của cái video clip này thì giúp quý vị và các bạn khám phá cái chợ hoa Hồ Thị Kỷ, những các cái cảnh hoạt động buôn bán của những người, những tiểu thương ở trong cái khu chợ này, đồng thời là cho cả nhà biết cái không khí Tết ở Sài Gòn những ngày cận Tết. Và đây là cái khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ cùng những các cái loại hoa nó đang thịnh hành, cùng những các loại hoa nó đang thịnh hành. Thì bây giờ chúng ta lại đi ra ngoài. Đấy các bạn nhìn những các cái hoa ly rồi hoa cúc, rất là nhiều những các cái màu sắc. Hoa này tiền không á, những ngày Tết mà có những các cái chậu hoặc là có những các cái bình để trưng hoa đó, và để những cái vị trí phù hợp thì nó sẽ tôn lên cái vẻ đẹp cho cái căn phòng.
Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng là cái chợ hoa Hồ Thị Kỷ này thì do nó buôn bán quá là tấp nập nên nó không có đủ cái thời gian để nó gọi là trùng tu sửa chữa lại như là những các cái ngôi chợ khác. Đây, họ bán ở đây cũng rất là đẹp này. Đấy, hoa địa lan. Nhưng mà các bạn thấy là những các cái hôm qua mình quay cái clip ở chợ hoa ở đường Thành Thái và chỗ cư xá Bắc Hải ấy, thì là nó đẹp hơn. Họ làm nó chuyên môn và nó ok hơn. Còn cái ngôi chợ này thì họ chuyên bán sỉ thôi. Nhưng mà cái doanh số bán ở đây thì chắc chắn là sẽ nhiều hơn cái khu Thành Thái, bởi vì là cái địa danh này thì nó đã hoạt động bao nhiêu năm rồi và khách mối họ chở hoa về đây cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng có một số người thì họ sẽ mở thêm những các cái chi nhánh mới. Đây các bạn nhìn một cái gốc mai này, rồi đu đủ này. Họ làm nhìn rất là giống à. Đó, nhìn cây giả nhưng mà chúng ta nhìn từ xa thì chắc là cũng không phân biệt nổi. Những các trái đu đủ. Rồi đây là mãng cầu này. Mãng cầu na. Cây xoài. Đó, nhìn như thật luôn á. Rồi đây là các cái loại hoa đủ màu sắc luôn. Đấy, họ cắm thành cái bình bông này, màu đỏ rực lên như là hoa gạo ấy, nhưng không biết là hoa gì. Còn đây là hoa đào này, đào phơn phớt hồng, nhìn nó cũng giống phết à. Đây này, dưới là hoa thật đây các bạn, họ cắm vào cái xô nước, họ đổ nước vô là hoa thiệt. Này, hoa hướng Hoa dương. đó phải hoa hướng dương không nhỉ? Sao nó bé đấy ạ? Cái này chừng nào nó mới nở, nó đến Tết nó nở hay là nó nở luôn ạ? Xịt nước là nó bung ạ. Like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay nhé. Bye bye cả nhà.